Giấc mơ kỳ quái. Ngày xưa, có một bác làm trò múa rối. Bác vác chiếc hòm gỗ lớn, bên trong chứa đầy những con rối, đi diễn khắp các vùng ở Đan Mạch. Bác đi đến đâu cũng được mọi người từ già tới trẻ tung hô chào đón. Những con rối đủ loại dưới bàn tay bác điều khiển trở nên thật sống động. Hoan hô, hay quá à. Trước cơn mưa lời khen khán giả dành tặng cho mình, bác múa rối xúc động cúi chào. Xin cảm ơn. Trong đám đông khán giả, có một anh chàng cử nhân, dáng vẻ tri thức vô cùng phấn khích trước màn trình diễn của bác. Anh gỡ bông hoa cài trên ngực áo tung về phía bác. Bác múa rối bèn bắt lấy bông hoa, nhìn anh cử nhân mỉm cười. Xin cảm ơn. Thấy vậy, khán giả liền thi nhau tung hoa về phía bác. Bác múa rối mỉm cười hạnh phúc giữa cơn mưa hoa và tiếng vỗ tay nhiệt tình của khán giả. Khi màn đêm buông xuống, khán giả đã tản về hết. Bác lặng lẽ thu dọn những con rối vào hòm. Những bông hoa của khán giả cũng được bác trân trọng cất đi. Anh cử nhân bước tới, cất tiếng chào. Dạ, chào bác. Bác múa rối quay ra, vui vẻ chào lại. Chào cậu. Anh cử nhân tươi cười bảo bác. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là một cử nhân vừa mới tốt nghiệp, được Viện Khoa học Kobe nhà Ben phái đến đây, dạy ở các tỉnh lẻ. Hôm nay được xem các vở rối của bác, cháu rất thích. Bác múa rối vui vẻ tiếp lời. Tôi cũng đoán được phần nào về cậu. Khi diễn tôi đã quan sát cậu. Cậu luôn cười đúng chỗ và luôn vỗ tay đúng chỗ. Cậu đúng là một khán giả đặc biệt. Anh cử nhân mỉm cười, khiêm tốn. Dạ, cảm ơn lời khen của bác. Được lời như cởi tấm lòng, cậu cử nhân và bác làm trò múa rối vui vẻ uống rượu, trò chuyện cùng nhau đến khuya tại quán rượu. Cậu cử nhân cầm ly rượu trên tay, trầm ngâm nói với bác. Dạ, bác biết không, cháu luôn nghĩ cả thế giới là một loạt điều kỳ diệu, nhưng chúng ta quen thuộc với những điều ấy đến nỗi cho là chuyện bình thường luôn. Ngẫm nghĩ một lát, cậu lại tiếp tục nói. Ai nhận ra điều kỳ diệu ấy mỗi ngày chắc hẳn là người hạnh phúc. Như bác đây, cháu đoán rằng bác chắc hẳn là một người trong những người hạnh phúc nhất thế gian này. Bác múa rối suy ngẫm hồi lâu rồi đáp lời cậu cử nhân. Một trong những người hạnh phúc nhất thế gian ư? Cũng có thể nói như vậy. Nhận thấy vẻ băn khoăn lộ ra trên gương mặt của bác, cậu cử nhân hỏi lại. Vậy bác có hạnh phúc không? Bác múa rối gật đầu. Có chứ. Tôi luôn được hoan nghênh ở tất cả các thành phố mà tôi đem các con rối tới. Lặng yên trong giây lát, bác thở dài, thổ lộ những điều sâu kín trong lòng. Tuy nhiên, thú thực cũng có một mong ước đôi khi ám ảnh tôi. Tôi ước sẽ có một cánh hát sống thật sự, để làm chủ một đoàn nam nữ diễn viên bằng xương bằng thịt. Cậu cử nhân gật gù lắng nghe, vẻ thấu hiểu. Dạ, cháu hiểu. Bác muốn đem cuộc sống đến cho những con rối. Bác muốn biến chúng thành những diễn viên sống thật sự. Còn bác trở thành ông chủ của họ. Lúc đó bác sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Bác nghĩ như vậy phải không ạ? Bác múa rối gật đầu nhìn cậu cử nhân. Đúng là tôi có cái mong ước ấy thật. Cậu cử nhân mỉm cười nâng chiếc ly rượu. Vậy cháu chúc cho mong ước của bác thành hiện thực ạ. Bác múa rối chạm ly với cậu cử nhân. Cảm ơn cậu. Bác uống cạn ly rượu trên tay. Trong thoáng chốc, bác bỗng mơ màng, thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi. Khung cảnh xung quanh bác trở nên huyền ảo. Cậu cử nhân tiến đến bên bác. Từ người cậu tỏa ra vầng sáng lung linh, rực rỡ. Cậu nắm tay bác múa rối, dẫn bác qua một cánh cửa. Trông cậu tựa như một vị thần đang đưa bác đến mộng ước của cuộc đời. Liệu giấc mộng của bác có trở thành hiện thực? Sau khi bước qua cánh cửa, cậu cử nhân biến mất. Bác múa rối thấy mình đứng trơ trọi một mình giữa căn phòng phép thuật. Bên cạnh bác là chiếc hòm gỗ đựng các con rối. Nắp hòm gỗ bỗng bật mở, những con rối biến thành người, lần lượt bước ra khỏi hòm. Bác múa rối ngạc nhiên, sững sờ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Trời ơi, thần linh đã nhập vào chúng. Những con rối đã trở thành những diễn viên bằng xương bằng thịt. Những con rối vui vẻ chào bác. Chào ông chủ. Bác múa rối sung sướng không nói nên lời. Hả? Ông chủ á? Con rối nhà vua tự tin nói với bác. Vâng, thưa ông chủ, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng cho buổi trình diễn mở màn của chúng ta.
Bác múa rối ngạc nhiên hỏi lại. Buổi diễn mở màn à? Hay quá, vậy thì chúng ta ra sân khấu thôi. Bác chợt dừng lại, gõ trán suy nghĩ. Ừ, nhưng diễn vở gì bây giờ nhỉ? Con rối nhà vua vỗ ngực nói với vẻ ngạo mạn. Tất nhiên là vở có nhà vua rồi. Còn vở diễn nào xứng đáng để mở màn hơn vở có nhà vua được chứ? Bỗng, một tràng cười khanh khách vang lên. Không đúng. Cô vũ nữ mỉm cười đầy tự tin, biểu diễn điệu múa đứng trên một chân rồi nói. Thưa ông chủ, vũ nữ là linh hồn của buổi biểu diễn. Nếu tôi không đứng được trên một chân thì cả nhà hát sẽ sụp đổ. Tôi mong được đối xử thật đặc biệt. Ông nên để tôi diễn vở mở màn đi. Lúc đó, con rối đóng vai hoàng hậu chợt bước tới, đẩy cô vũ nữ sang một bên, bảo với bác múa rối. Ông chủ, tôi đóng vai hoàng hậu, mà hoàng hậu thì không thể xuất hiện sau ai đó được. Nếu không được biểu diễn mở màn thì tôi sẽ bỏ tập. Còn người đưa thư thì bước lên, bực bội nói với các con rối. Các anh các chị thôi đi, trong vở diễn ai cũng quan trọng như nhau cả thôi. Bác múa rối nghe xong liền thở phào đồng tình. Anh này nói đúng, trong vở diễn ai cũng quan trọng hết. Anh đưa thư nói tiếp. Như tôi đây, tôi chỉ diễn vai người đưa thư thôi, nhưng tôi cũng quan trọng ngang với kép chính. Bởi vậy, thưa ông chủ, ông nên cho tôi ra mở màn đi. Bác múa rối ngẩng người ra, lau mồ hôi trên trán. Anh mở màn ư? Không chịu lép vế, kép chính cũng bước lên, gạt người đưa thư qua một bên, hừ giọng. Rõ vớ vẩn, vai phụ mà đòi ngang hàng với vai chính ư? Mời anh lùi ra sao cho. Thưa ông chủ, tôi diễn vai chính, tôi mới là người xứng đáng nhất để ra mở màn đây. Bác múa rối nghe kép chính nói xong, gật gù. Nghe có lý đấy, kép chính mở màn là đúng rồi. Kép chính được thể lấn tới. Với cả, tôi cũng phải là người nói những câu thoại cuối cùng trước khi vào hậu trường. Bởi vì chỉ sau những câu nói đó, những tràng vỗ tay mới vang lên thôi. Bác múa rối nhíu mày nhìn kép chính. Cái đó còn tùy vào kịch bản nữa chứ. Kép chính bướng bỉnh cãi lại. Tôi không cần biết, tôi phải nói câu đầu tiên và câu cuối cùng, thế thôi. Cô đào xinh đẹp tiến đến chỗ kép chính, bực bội nói. Hay nhà anh này, anh đừng làm khó ông chủ của chúng ta thế chứ. Chúng ta là diễn viên, phải nghe lời của ông chủ. Bác múa rối nhìn cô đào, giọng cảm kích. Cảm ơn cô đã hiểu cho nỗi khổ của tôi. Cô đào khoanh tay, ngoan ngoắt nói với bác múa rối. Nhân đây, tôi cũng nói luôn. Thưa ông chủ, tôi sẽ chỉ diễn dưới ánh đèn màu hồng, vì chúng phù hợp với nước da của tôi. Không được chiếu ánh đèn xanh vào tôi, xin nhớ cho. Bác múa rối cảm thấy vô cùng khổ não, hai tay ôm lấy đầu. Trời ơi, đèn hồng, đèn xanh ư, sao lắm chuyện thế. Những con rối vây quanh bác, nhào nhào lên nói, chẳng ai chịu thua ai. Tôi phải được mở màn. Tôi chứ. Tôi phải được nói câu đầu tiên và câu cuối cùng. Tôi cũng quan trọng như vai chính đó nha. Nhớ không được chiếu đèn xanh vào tôi đâu đấy. Những con rối tranh nhau kéo ra sân khấu. Bác múa rối bất đắc dĩ cũng bị đẩy ra theo chúng. Trên sân khấu, giữa muôn vàng ánh đèn màu, những con rối tranh nhau đứng giữa sân khấu. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, con này đẩy con kia. Này, các người lùi hết vào trong đi, ta là vua đấy. Vua thì đã sao chứ, đừng có mà làm hỏng buổi biểu diễn của tôi. Phía bên dưới, khán giả la ó, nhằn nhó, nghịch tai. Ôi trời ơi, vở diễn gì mà tệ hại vậy? Khủng khiếp quá, thôi ngay đi. Bác múa rối quay mòng mòng giữa những tiếng la ó của khán giả. Bác cảm thấy ngộp thở, đầu óc quay cuồng. Trong khoảnh khắc này, bác thấy mình khốn khổ hơn bất kỳ ai. Bác bịt tai lại, hét lớn. Những con rối kia, ước gì tất cả các ngươi chui vào trong hòm trở lại. Ước gì tôi chưa bao giờ là chủ của các ngươi. Đột nhiên, trước mắt bác, mọi thứ xung quanh bỗng mờ dần đi. Bác múa rối mở mắt, thấy mình ngồi trơ trọi một mình trong quán rượu. Bác thở phào. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Bác đưa mắt nhìn ra xung quanh. Trên sàn nhà, hòm rối đổ nghiêng, những con rối nằm vương vãi. Bác vội vã xếp những con rối trở lại vào hòm. Chúng mày hãy cứ ở yên trong đó đi. Ta không bao giờ muốn thấy chúng mày bằng da, bằng thịt một lần nữa. Bác bâng khuâng nhìn lên bàn, chỉ còn hai ly rượu đã cạn sạch. Bác múa rối nhận ra niềm mong ước của bác thật là dại dột. Bác định nói với cậu cử nhân điều đó, nhưng cậu đã đi đâu mất rồi. Tựa như những cụ già Hy Lạp và những vị thần La Mã ngày trước vậy.
Từ đó trở đi, bác múa rối là người hạnh phúc nhất trên đời. Cả khán giả cũng thế, vui vẻ hết chỗ nói. Bác tự do dựng vở bác thích và không ai phàn nàn gì cả. Bác đi khắp Đan Mạch, bác quen biết nhiều người và nhiều người quen biết bác. Rồi bác sẽ sang Thụy Điển và sau này bác sẽ đi khắp thế giới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bác sẽ gieo hạnh phúc khắp những nẻo đường bác đi qua. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!